27 là xuống chục nữa. Còn 25. Alo, 25 nghe được chưa? Lớn quá, nghe hơi chắc chúa thì không mới tốt. Bây giờ âm thanh là 25 ha. Rõ rồi, xà thủ. Câu Phật ngôn 132. Sukhaka ma ni phu ta ni. Sukhaka ma ni phu ta ni. Sukhaka ma ni phu ta ni. Câu số 2. Vô đành đề na na hình sa tí. Vô đành đề na na hình sa tí. Vô đành đề na na hình sa tí. Rồi bây giờ chúng ta ôn hai câu này. Sukhaka ma ni phu ta ni vô đành đề na na hình sa tí. Sukhaka ma ni phu ta ni vô đành đề na na hình sa tí. Sukhaka ma ni phu ta ni vô đành đề na na hình sa tí. Bây giờ câu 3, câu 4. Attano sukha me sa no. Attano sukha me sa no. Attano sukha me sa no. Và câu cuối cùng. Becchaso lappate sukha. Becchaso sukha lappate sukha. Quy hình à, bây giờ cứ học khi nào tới từ vựng á về thiết kim có thể thắc mắc ha. Bây giờ học trước hỏi sao mà hỏi là phải lúc mà phân tích từ vựng á thì nên hỏi, còn bây giờ chúng ta học trước à, rồi thấy cái sai cứ đúng và sai đúng đó là tự vấn ha. Rồi, ý kiến của sĩ kem xin ghi nhận. Và tới cái phần mà phân tích tự vấn á thì khi đó sẽ cho biết tại sao nó là na hình sa tí và quy hình sa tí ha. Cái phần mà phân tích tự vấn sẽ làm sáng rõ. Còn bây giờ đang học cái này phá rối độ hình, đang đọc và ngon lành vậy, cái chọc vô cái bây giờ quên tốt hơn. Bây giờ qua câu 3, câu 4 ha. Attano sukha me sa no pechaso lappate sukhaṃ. Attano sukha me sa no pechaso cha sô la pha tề phát su khăn a ta nô su khắc mê sa nô bếch cha sô la pha tề su khăn. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Câu Phật ngôn 132. Sukhaka ma ni phu ta ni yo đành đề na na hình sa tí ác. Tano sukha me sa no becca so la pha te sukhang. Sukha ka ma ni phu ta ni yo đành đề na na hình sa tí ác. Tano sukha me sa no becca so la pha te sukhang. Sukha ka ma ni phu ta ni yo đành đề na na hình sa tí ác. Tano sukha me sa no becca so la pha te sukhang. Trường âm đoạn âm chúng ta không thể dừng lại cuối câu số 2, bởi vì cuối câu số 2 là đoạn âm thì chúng ta có thể dừng attano à, chạy qua câu số 3 ha. Dừng lại nơi trường âm. Không thể dừng lại nơi đoạn âm cuối câu số 2. Cho nên quý vị cố gắng đọc một hơi. Mà đọc một hơi không nổi thì mệt nghỉ. Mệt nghỉ nơi trường âm.
chứ không thể mà nghĩ nơi đoạn âm cuối câu số 2 ha. Đọc lại: Sukhata ma ni phu ta ni yo đành đề na na hình sa ti at ta no sukha me sa no bê cha so la pha tê sukhang. Rồi bây giờ qua cái giọng kệ thì quý vị thấy rằng một câu tám từ chia ra làm 2, 4, 4, và cố gắng đọc một lần 2 câu ha, để cho nó nương với nhau. Sukhakama ni puta ni yo dandena na hin sa ti an ta no su ta me sa nu ben cha so la pha te su khang. Sukhakama ni puta ni yo dandena na hin sa ti an ta no su ta me sa no pe cha so la. Một lần nữa: su kha ka ma ni phu ta ni yo da de na na hin sa ti an ta no su ta me su ben cha so la pa te su ka. Chúng sanh cầu an lạc không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình đời sau hưởng được lạc. Rồi xin mời sư Kim, sư Hồng Mai. Con xin kính chào sư trí đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sư con tìm ra rồi, tại vì con làm biến dòm, bây giờ con dòm thấy lại có chữ quý hay không chữ quý, tại vì nó có chữ ná trước, nó nhấn mạnh rồi, không cần chữ quý nữa. Con hồi nãy con quên, hình như có sư Nam, sư nói sư Nam là sư phải không sư? Hình như có sư Nam mà con không biết còn sư nào nữa. Lúc này con già rồi sư, con đọc mà con đi cái con quên. Con coi mà con đi con quên. Quên khôn dễ sợ. Trời ơi, có hai người nghe rõ ràng hả? Sư có nghe con rõ. Sư, năm là năm 5, 6, 7, 8 không phải là sư Nam hả? Ồ, con xin sám hối hả? Sư năm là số 5. Hồi con mời sư lên trả bài với sư, chia sẻ cuộc đời sư của sư tu thành cho tụi con. Sư năm và 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 năm người nghe rõ. Con xin cảm ơn quý vị đã cho con tín hiệu là nghe rõ. Thôi con xin trả bài để con leo xuống cho người khác trả bài rồi đến hồi hồi sư chỉ đứt đũa con nó xử tội con nữa. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 132. Ồ, bữa nay cô Mít Tà rời rung đi rồi đó. Hôm nay hên dễ sợ sư không nói con hổn. À, mô Phật quên nhắc nữa. Lần nào mà con đọc trước thì sư cũng nói: À, bữa nay sức chim hổn ha. Trời ơi, nghe thấy gùng gợn dễ sợ vậy đó. Đọc trả bài kinh mà có hổn trong đó nó làm như đi chữ lộn dành ăn vậy đó. Sư muốn nói sao cũng được à. Trời, con chỉ nhỏ với con thôi. Nhưng mà bữa nay hên. Sư không nói con là hổn. Thôi giờ con trả bài cho rồi đi, để sư nói bán đọc nhanh đi, nó nhiều quá. Để cho cười hiện chút chân, cuối tuần là phải vui vẻ chút đi sư. Hãy con bắt đầu trả bài kinh Pháp Cú 132. Sukhakha ma ni bù ta ni yô đành đề na na hình sa ti ác ta nô su ca nê sa nô pek cha sô la pha tê su khăn. Dạ, đọc hơi nghe rõ lên. Cái người nào chơi kỳ vậy ta. Ai mà lấy để ngồi con chỉnh lại. Ai mà làm cái phone của con còn có nửa màn hình nào mà cái đứa con đi vô mà con đọc thì con sẽ ra khỏi cái room này.
Thôi con đọc tiếp đó đã. Không nhìn, không thèm nhìn màn hình, hãy kể nó đi. Con đọc lại. Sukha ma ni bo ta ni yo dan de na na hin sa ti ak ta no sukha me sa no kach cha so la pa te sukhan. Sukhan. Phân tích câu 1 và câu 2. Sukha hai đoạn âm, kama hai trường âm thông thường, ni đoạn âm, phu ta hai trường âm thông thường, ni đoạn âm. Câu số 2, vô trường âm thông thường, đâm trường âm ngắn, đê trường âm thông thường, ná ná hai đoạn âm, hình trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Sukha ma ni bu ta ni yo dan de na na hình sa ti ak ta no sukha me sa no tek cha so la pha te su khang. Phân tích câu số 3, ắc trường âm ngắn, cá đoạn âm, nô trường âm thông thường, su khá hai đoạn âm, nê sa nô ba trường âm thông thường. Câu cúng cụi hay câu cuối cùng, tách trường âm ngắn, chá đoạn âm, so trường âm thông thường, lá phá hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, su đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Attano sukhame sano dacchaso lapate sukhan sukhaka ma ni buta ni yo dande nana hình sati attano sukhame sano dacchaso lapate sukhan sukhaka Sukha kama ni buta ni yo dande na na hin sa te akta no sukha me sa no pekja so la pa te sukhan. Sukha kama ni buta ni yo dande na na hin sa te akta no sukha me sa no bệnh cha so la pha te su khăn. Thấy ổng cho ba cái bông mai vàng kè. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc mình, đời sau hưởng được lạc. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 132. Con thấy sư cho ba cái bông hoa vàng kè luôn, hướng dương dạng khè luôn, rồi hồng mai cho gì ta bông qua đời số 1, không có vỗ tay gì hết trơn, nhưng mà có hai người thôi, rồi thêm người đờ men nữa. Con xin cảm ơn sư và các quý vị đã cho tín hiệu, đã cho bông qua vỗ tay vỗ chân. Nếu có con sai cái gì xin sư các cô tư nữ và quý vị cho con biết chỉ sửa. Con xin leo xuống mít ra và con để mời sư Nam, con mời sư Nam lên trả bài đọc kinh rồi phân tích cho tụi con nghe. Nếu rảnh sư lúc nào sinh hoạt thì duyên, sư cầm mít nghe. Trời ơi, tới sinh hoạt thì duyên, từng nào cái sinh hoạt thì duyên á, sư trả bài cho tụi con biết giọng quanh vàng cái sư đi sư. Đó là sinh hoạt thì duyên nữa. Ủa tùy duyên mà sao tùy mà y dài, chứ không phải tùy u y, chứ đâu phải tùy đâu sư. Sư có biên sai chính tả không sư? Sư cho đọc đi, còn đỡ tùy duyên nữa. Ai biết con có sống tới ngày sinh hoạt tùy duyên cho cái hoành tới không đó. Sư không biết đâu, dễ lắm, con chỉ cho sư coi. Bây giờ sư nghe con nói nè. Sư ngay chỗ mà ở trên chính giữa, sư thấy có một cái tim ha, một cái tim với lại một cái hình chủ hình vuông, nó có mũi tên lên, nó mũi tên chỗ lên đó, rồi sư có cái mũi tên ngang giống như cái alo. Xin mời sư Hồng Mai ha, cái kim từ từ đi. Bây giờ chúng ta đang sinh hoạt thế này, khi nào rảnh ra còn thời gian thì chỉ cho sư Năm. Còn bây giờ chương trình là chúng ta đang học cái này thì phải tiếp tục nha. Mời sư Hồng Mai.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Quán Không, sư Năm, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Như Quang, The Man và chị Kim cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 132. Sukhaka mani phuta ni yo đăng đề na na hình sati attano sukhane sano cách cha so la phát tề sukhang. Sukhaka mani phuta ni yo đăng đề na na hình sati attano sukhane sano cách cha so la phát tề sukhang. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Xuống khá hai đoạn âm, ca ma hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, phu ta hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, vô trường âm thông thường, đăng trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, ná ná hai đoạn âm, hinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá tí hai đoạn âm. Sukhaka mani phuta ni yo đăng đề na na hình sati. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. At là trường âm nhấn, ta đoạn âm, no trường âm thông thường, su khá hai đoạn âm, ne sa no ba trường âm thông thường, tắc trường âm nhấn, chá đoạn âm, so trường âm thông thường, lá phá hai đoạn âm, t trường âm thông thường, su khăn trường âm đọc giọng attano sukhame sano pachaso lapate sukhang. Dạ, con xin đọc lại hết câu pháp cú số 132. Sukhakama ni phuta ni yo đăng đề na na hình sati attano sukhame sano pach cha so la phát tề su khăng su kha ca ma ni phu ta ni yo đăng đề na na hình sa ti at ta no su kha me sa no bách cha so la phát tề su khăng. Chúng sanh cầu an lạc không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin thật đọc kệ. Sukhakama ni putani yo đăng đề na na hình sa ti antano sukhane sano takcha so la vate sukhang. Sukhakama ni putani yo đăng đề na na hình sa ti antano sukhane sano paccha so la vate sukhang. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con ạ. Dạ, con xin xuống mic, xin cảm ơn đạo tràng, xin mời vị kế tiếp và cảm ơn sư Đà Prasbai. Dạ, yeah. Alo alo, mọi người có nghe rõ không ạ? Nam mô Sankhaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Puthaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya. Con xin đọc câu pháp cú 132. Dạ, Sukhakamani Puttani Yodandena Nahin Sati Attano Sukha me sano pekcha so lavate sukhang. Con xin phân tích là sukha là hai đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, ni là đoạn âm, puta là hai trường âm thông thường, ni là đoạn âm,
Vô là trường âm thông thường, đằng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, đề là trường âm thông thường, ná ná là hai đoạn âm, hình là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, sát tí là hai đoạn âm, át là trường âm nhấn, tà tá là trường âm tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xúc khá là hai đoạn âm, mê sa nô là ba trường âm thông thường, pe là trường âm nhấn, tá là đoạn âm là trường âm thông thường, lapha là hai đoạn âm, t là trường âm thông thường, xúc là trường là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Dạ con xin đọc câu dịch tiếng Việt ạ. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Dạ con xin đọc câu kệ. Sukha kami na putani yodam de na hình con đọc lại từ đầu ạ. Sukha kami buta, dạ con đọc lại, xin lỗi mọi người. Sukha kami buta ni yodam de na hình sa yo dan de na na him sa di atada no sukham me sa no pe cha so fa ha de sukham. Con kể lại quá. Sukha ga ma mi pu ta yo de na là hình gì? Ta nục kha mê sa nô bê kha so pha tê su kha nơ hát chút sai chút xin đạo tràng và quý vị quý sư con xin cảm ơn, con xin nhận biết lại. Alo, 1 2 3 1 2 3, quý vị nghe rõ ha? Quỳnh Hạnh Phước, một người mới nhưng mà đến với đạo tràng quý vị thấy rất là tiến bộ. Chỉ có cái chỗ phân biệt trường âm đọc theo giọng nguyên âm hơi lủng củng. Một chữ N có dấu chấm và một chữ M có dấu chấm. Hai cái nút ruồi này giống nhau nhưng mà giọng đọc khác nhau chứ không có giống nhau. Mặc dù nó là trường âm nhưng mà một bên là trường âm nhấn, một bên là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Huynh Hạnh Phước ha, chú ý chỗ này. Chúng đọc theo dòng âm, một trường âm, khi có đoạn á, u trước có chấm. Nhớ ha. Em mờ dấu, còn chỉ anh trường âm nhắn. Nguyên âm là đúng, chú ý chỗ đó ha. Thì vừa rồi Huynh Hạnh Phước đọc chữ đăng là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, không phải. Mà chữ hình đó là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Còn chữ đăng đê là một trường âm nhấn và một trường âm thông thường. Nhớ chỗ đó ha. Chỗ này cũng dễ bị lộn ha, nhất là Huynh Hạnh Phước mới đến với đạo tràng của chúng ta, nhưng mà trong sự phân tích thì rất là rõ ràng và chỗ này hơi lộn cộng một tí thôi. Đây cũng là một sự tiến bộ rất là hoan hỷ ha.
Rồi, sa thú huynh hạnh phúc. Rồi, tiếp tục. Hồi nãy thấy bàn tay của Sister Man đâu rồi? Alo, xin mời quý vị tiếp tục. Sister Man. Dạ, alo. Dạ, con xin đặt tăng ngôi. Con xin lễ Ngài Tri Đức. Con xin kính chào đạo đàng. Con xin phép đọc câu kinh một. Su kha cam phù tô đàn hình sa nô sa đô lạp khăn đập hà dô hình su khá là hai đoạn âm, ca ma là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, phu ta là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, dô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, đê là trường âm thông thường, ná ná là hai đoạn âm, hình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá tí là hai đoạn âm. Đọc lại câu 1 và câu 2. Su kha ka ma ni phu ta ni yo đan đề na na hình xá tí. Câu 3 và câu 4. Attano su kha mi sa ano. Át âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, su khá là hai đoạn âm. Mesano là ba trường âm thông thường. Bé trường âm cha là đoạn âm, sư là trường âm thường, á phá là hai đoạn âm, tê là trường âm thường, số là âm đọc thích. À đi na na hồ su so lắp dạ thích mình đầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau hưởng được lạc. Dạ con có sai chỗ nào xin sư và đạo tràng chỉ dạy cho con. Con xin xuống mít, xin mời vị kế tiếp. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Quán Không, sư Năm, quý sư quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 132 ngày hôm nay ạ. Dạ cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Sukhaka manifuta niyo dande nana hing sati at tano sukha me sa no bek cha so la pha te sukhang sukha ka ma ni phu ta ni yo dan de na na hình sa ti at tano sukha me sa no bek cha so la pha te sukhang. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Sukha ka ma ni phu ta ni yo dan de na na hình sa ti. Sú khá là hai đoạn âm, ca ma là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, phu ta là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, đê là trường âm thông thường, ná ná, ná là âm, hình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá tí là hai đoạn âm. Sukhaka manifuta niyo dande nana hình xá tí. Và câu số 3 và câu số 4. Attano sukhame sano bek
cha sô la pha tê su khăn. Ách là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, su khá là hai đoạn âm, mê ta nô là ba trường âm thông thường, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, lá tá là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Attano sukhame sano bacchaso lafate sukhang. Dạ con xin đọc lại ạ. Sukhaka mani futa niyo dande nana hinsati attano sukhame sano bacchaso lafate sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người, để tìm lạc cho mình, đời sau hưởng được lạc, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sukhakamani futani yodandena hinsati attano sukhamesano bacchasulafate sukhang. Sukhakamani futani yodandena nahinsati attano sukhamesano bacchasulafate sukhang. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Dạ con xin đảnh lễ sư Pháp Trang ạ. Dạ con xin mời Sít Pháp Nguồn Lào Cai. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Quán Không, Sư Nam, Thượng Tọa Pháp Trang. Con xin được kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc và ôn bài 132. Con cảm ơn cô Nhật Quang, cô Hồng Mai, cô Thế Mẫn, cô Kim cho biết tín hiệu. Con xin phép được đọc và kệ. Sukha sukha kamani putani yodanana hinsati attano sukhamesano bacca sola patte sukha kamani putani yodande nana hinsati attano sukhamesano bacca sola patte la patte sukhang. Dạ con xin được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Sukha kamani putani yodande nana hinsati. Su là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, ka là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, ni là đoạn âm, phu là trường âm thông thường, ta là trường âm thông thường, ni là đoạn âm, yo là trường âm thông thường, dan là trường âm nhấn, D là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ná là đoạn âm, hinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Sukha kamani putani yodande nana hinsati. Dạ con xin được phân tích câu 3 và câu 4 ạ. Attano sukhamesano bacchaso patte su at là trường âm, tá là đoạn âm, là trường âm thông thường, số là đoạn, tá là đoạn thường, âm thông trường âm thông thường là đoạn âm, số là
hướng âm đọc theo nguyên âm. Du khả Niputan sắp nốt khả dùng sau của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin được kể. Su khả ca ma ni pu ta ha ni yo dan de na na him sa ti a ta no su kha me sa no pe cha so la pa te su kham. Su khả ca ma ni pu ta ni yo dan de na na him sa ti a ta no su kham. Alo, 123, 123. Chi phí có pháp nguồn rớt mạng rồi. Thích Như Quang ơi, câu này là suốt kha ca ma. Thích Như Quang là suốt kha. Chính vì vậy cho nên chi pháp nguồn mới đọc là suốt kha. Thật sự nó là suốt kha ca ma chứ không phải là su kha ha. Alo, Thích Như Quang. Không sao, đúng rồi, bây giờ Thích Như Quang chỉnh lại rồi, su kha ca ma chứ không phải là su kha ca ma ha. Rồi chỉ có một chỗ đó thôi. Rồi tại sao nó là su kha, tại sao nó là su kha thì trong cái phần mà từ vựng chúng tôi sẽ giải thích. Rồi bây giờ còn vị nào lên đọc nữa không? Alo, cô tu nữ Tuệ Duyên nè ha. Chiếc chiếc lá mùa xuân nè, chiếc hành chuyển nè, rồi huynh hành pháp nè ha, chiếc quang thanh nè, cũng nhiều quá mà. Rồi xin mời chiếc chiếc lá mùa xuân. Con xin đảnh lễ sư phụ đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 132. Sukhaka manifuta niyo dande nana hin sati attano sukha. Sukame sano paccaso lapate sukhang. Sukhaka manifuta niyo dande nana hin sati attano Tano sukha me sano paccaso lapate sukhang. Câu 1 và câu 2. Sukha kama ni phuta ni yo dande nana hin sati. Sukha là hai đoạn âm, kama là hai trường âm thông thường, ni là đoạn âm, phuta hai trường âm thông thường, ni đoạn âm, vô trường âm thông thường, đành trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, ná ná hai đoạn âm, hinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2. Sukha kama ni phu ta ni yo đành đê ná ná hinh xá tí attano sukha me sa no paccaso lapate sukhang. Ác trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, xú khá hai đoạn âm, mê sa nô ba trường âm thông thường, bách trường âm nhấn, chá đoạn âm, xô trường âm thông thường, lá phá hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3 và 4. Attano sukha me sa no paccaso lapate sukhang. Đọc lại 4 câu.
Sukhaka ma ni phu ta ni yo đan đề na na hình sa ti át ta nô sukha me sa nô bách cha sô la pha tê sukhang. Sukhaka ma ni phu ta ni yo đan đề na na hình sa ti át ta nô sukha me sa nô bách cha sô la pha tê sukhang. Sukhaka ma ni phu ta ni yo đành đề na na hình sa ti át ta nô sukha me sa nô bách cha sô la phát tê sukhang. Chúng sanh cầu an lạc không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình đời sau hưởng lạc. Con đã đọc xong, xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thỉnh ảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Quán Không, Đại Đức Pháp Trang, cùng Chư Tôn Đức, và kính lễ quý cô tu nữ, và đang chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ, con xin đọc Kinh Pháp Cú số 132. Dạ, kính tri ân Ngài. Sukhaka ma ni phu ta ni yo đành đề na na him sa ti at ta no sukha me sa no pe cha so la pha te sukhang. Sukha hai đoạn âm, kama hai trường âm thông thường, ni đoạn âm, phu ta hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, vô trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, ná ná hai đoạn, hin hin này trường âm giọng nguyên âm hay là trường âm nhấn, bạch bạch ngài, cái chữ này con quên rồi, nó dính nhau. Sát tí hai đoạn âm, át trường âm nhấn, ta đoạn âm, nô trường âm thông thường, xú khá hai đoạn âm, mê sa nô ba trường âm thông thường, pét trường âm nhấn, chá đoạn âm, xô trường âm thông thường, lá phá hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm, khăn. Sukhaka, sukhaka mani phu ta ni yo đàn đề na na hình sa ti át ta no sukha me sa no pe cha so la pha te sukhang. Bây giờ con xin kể. Sukhaka mani phu ta ni yo đàn đề na na hình sa ti a ta no su ka no pe cha so la pa te su khang. Chúng sanh cầu an lạc không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình đời sau hưởng được lạc. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con quên chữ, cái chữ hin nó dính vô chữ xá đó. Không biết là trường âm nhấn hay là trường âm giọng nguyên âm. Và bây giờ con đã thấy Đại Đức Pháp Trang. Dạ, con sám hối sư, con gấp cho nên con lên trước sư. Bây giờ con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Tiếp tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ Đức Ba Ngôi Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, Thượng Tọa Quán Không, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Thân chào quý tu nữ và chư Phật tử. Hãy giờ đây chúng con xin được đọc câu Pháp Cú 132.
Dạ con xin nè, xin hỏi. Sukhaka ma ni phụ ta ni vô đành đề na na hiện sát ti át ta nô sukha mê sa nô pê chá sô la phát tê sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng tượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau hưởng, được hưởng lạc. Dạ bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con đã đọc xong, bây giờ con xin xuống mắt. À, xin mời vị kế tiếp và xin mời sếp. Xin mời Quang Thanh ạ, à, một phút hai vậy. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ con kính cảm ơn sư phụ Pháp Trang. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Quán Không. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà với cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và cô tu nữ Như Pháp và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 132. Dạ con kính cảm ơn Ngài đã bót bài ạ. Sukhaka mani phuta ni ro đàn đề na na hình sa ti át ta no. Sukha me sa no bách cha so la pha te su khang. Sukhaka ma ni phụ ta ni rô đàn đề na na hình sa ti át ta nô. Sukha me sa nô bách cha so la pha te su khang. Cầu trừng trượng hại người để tìm lạc cho mình đời sau hưởng. Đời sau hưởng được lạc, đấy là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, có xin phân tích câu 1 và câu 2. Sú là đoạn âm, sú khá là hai đoạn âm. Ca ma là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Phu ta hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Vô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, đê là trường âm thông thường. Ná ná là hai đoạn âm. Hình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá tí hai đoạn âm. Sukha ka ma ni phu ta ni ro đàn đề na na hình sa ti. Câu 3 và câu 4. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, sú khá là hai đoạn âm. Mê sai trường thông mê Ano là trường âm thông thường, bách là trường âm nhấn, trá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, lá là phá là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ. Atano sukha me sano bách cha so la pha te sukhang. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Dạ đạo tràng không. Dạ cảm ơn đạo tràng đã vẫn nghe thấy tín hiệu. Sukha ka ma ni phu ta ni ro đàn đề na na hình sa ti át ta no. Sukha me sa no bách cha so la pha te su khang. Sukha ka ma ni. Con xin sám hối không đọc bị sai chỗ này. Sukha ka ma ni phu ta ni ro ni jo đàn đề na na hình sa ti át ta no.
mê sa nô bách cha sô la pha tê su khăng su kha ka ma ni phu ta ni rô đan đê na na hình sa ti at ta nô at ta nô su kha mê sa nô bách cha sô pha la pha tê su khăng su kha ka ma ni phu ta ni rô đan đê na na hình sa ti at ta nô su kha mê sa nô bách cha lô pha pha tê su khăng. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau hưởng được lạc. Đấy là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc, con có sai, mong Ngài Chí Đức và Đạo Tràng và Quý Thượng sửa cho con. Dạ, con xin xuống mic, con kính mời vị kế tiếp. Dạ lộ, dạ, dạ con kính xin chào quý sư, quý đức, cô tu nữ, toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, con cảm ơn cô Kim, Quang Thanh và các cô Lào Cai cho con được tín hiệu ạ. Dạ, sau đây con xin đọc câu Phật cũ 132 ạ. Sukhakamani Putani Yodandena Yodandena Nahinsoti Atano sukham mesano pichasolapate sukham sukhakamani utani yodandena nahinsati atano sukham mesano pichasolapate sukham. Dạ, con xin phân tích là sukha là hai đường âm, kama là hai trường âm thông thường, ni là đoạn âm, tu ta là hai trường âm thông thường, ni là đoạn âm, yo là âm thông thường, đan là trường âm nhấn, đê là trường âm thông thường, ná ná là hai đoạn âm, hin là trường âm đọc theo giọng ngưng âm, sa tí là hai đoạn âm, là trường âm nhấn, tá là trường là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xú khá là hai đoạn âm, mesano là ba trường âm thông thường, pet là đoạn trường âm nhấn, chá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, lắp phá là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo trong đường âm. Dạ, con xin đọc trở lại. Sukha kama ni bhutani yodandana nahin sati attana sukha mesano pecha sula fate sukhan. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng được đời sâu hưởng được lạc. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con xin lấy tắt, con xin nhận được lại ạ. Cô tu nữ, cảm ơn anh Giang cho biết tin và bài. Câu pháp cú số 132. Sukha kama ni phu ta ni yo đàn đề na na hình sa ti at ta no sukha me sa no vách cha so la pha te su khang
Sukhaka ma ni phu ta ni yo dan de na na hình sa tí phát ta nụ Sukhame sa nô bát cha sô la Bát cha sô la phá thề su khẳng. Chúng sanh cầu an lạc không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình đời sau hưởng được lạc. Bản dịch của Hải Minh Châu, con xin phân tích. Su kha hai đoạn âm, ca ma hai trường âm thông thường, lý đoạn âm, phu ta hai trường âm thông thường, lý đoạn âm, vô trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, đề trường âm thông thường, ná, ná hai đoạn âm, hình trường âm, đọc theo dòng nguyên âm, xá đoạn âm, xá tí hai đoạn âm. Sukhaka ma ni phu ta ni yo dan de na na hình xá tí. Áp trường âm nhấn tá đoạn âm nô trường âm thông thường. Xuống khá hai đoạn âm mê sa nô ba trường âm thông thường. Bách trường âm nhấn chá đoạn âm sô trường âm thông thường. Lá phá hai đoạn âm tê trường âm thông thường. Xú đoạn âm khăn trường âm đặt theo dạng nguyên âm. Atano sukhame sano pachaso lafate sukhan sukhaka mani phu ta ni yo đàn đề na na hình sa tí. Atano sukhame sano pachaso lafate sukhan sukhaka ta ma ni phu ta ni yo đàn đề na na hình sa tí. Atano sukhame sano pachaso lafate sukhan. Chúng sanh cầu an là không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình đời sau hưởng được lạc. Bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong và dạ, con có sai. Xin nhà đạo tràng chính sử. Dạ, con xin chào. Dạ con không nghe tiếng gì mọi người nói không ạ? Alo. Alo. Ồ dạ. Cảm ơn nhà Hà. Sao mà dạ vâng, con chào cô Hồng Mai. Dạ con xin phép được kệ lại một lần nữa. Sukhaka ma ni putani Yodande na na hin sa ti Atano su kha me sa no Pekcha so la pa te su khang. Chúng sanh cầu an lạc không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình đời sau được hưởng lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin mời một vị khác nên kể tiếp ạ. Con thấy hơi trống, không thấy có ai, con lên gần kệ.
Dạ, con xin phép được xưng mắt. Dạ, con nghĩ là ngày Trí Đức đang bận hay sao ạ? Mọi người ai rảnh thì lên kể chút đi ạ. Dạ, cho đỡ trống, ai để rung trống như vậy. Alo, 123, 123. Chúng ta thắp nguồn năng nỉ mà cũng không ai chịu đưa tay hết. Khổ thiệt. Thì khi nãy đang giờ học thì là hướng dẫn cho sư Năm ha, cầm micro. Bây giờ thời gian trống thế này tại sao không hướng dẫn hả sư Kim? Làm sư Năm hồi nãy. Bây giờ sao? Sư Kim nghĩ sao? Rồi, im luôn hả? Rồi, thôi bây giờ tìm về duyên sự tư vấn nhé. Đọc được thì phải hiểu ý nghĩa là sao. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa câu đầu tiên. Sukhaka ma nipu ta ni. Sukhaka ma nipu ta ni. Câu đầu tiên này có hai từ ha. Sukhakamani là một, Putani là hai. À, tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. À, cộng với Kamani, Sukha nó là một danh tính. A à, có nghĩa là hạnh phúc, là an lạc. Số khác là hạnh phúc an lạc. Ca là nam tính Akron Tapung Đi. À, nhưng mà ở đây chữ ca má được chia theo cái gì? Được chia theo coi như đối các điều. Tu Tì Giao Vì Phát Tí Bà Hú Quá Trần Á. Cho nên ca má biến thành ca ma ni. Ma ni. Vậy thì số khác ca ma ni có nghĩa là các sự mong mỏi hạnh phúc. Các sự mong mỏi hạnh phúc. Mong mỏi hạnh phúc. Chữ phu ta ni. Phu ta. Phu tá đây là một danh từ trung tính Akran Tanapum Sakalinga. Và phu tá được kia theo với cách số điều đối tỷ giá quy phát tí ê cá quá trả bà hú quá trả. Cho nên phu tá biến thành phu tá ní. Phu tá ní có nghĩa là chúng sanh. Chúng sanh. À, chúng sanh mong mỏi hạnh phúc. À. Chúng sanh mong mỏi hạnh phúc. Và Ngài Hòa Thượng dạy rằng chúng sanh cầu an lạc. À, chúng sanh cầu an lạc. Số 2. Vô đành đề na, na hiền sát tí. À, chị Ngô là người nào ha? Đanh đê ná do cái từ đanh đá. Đanh đá là một danh từ nam tính Akrantapum Đình Gà. Và đanh đá được chia theo sử dụng cách số ít. Tức là ta tỷ giá vì phát tí e có quá trời ná. Cho nên đanh đá biến thành đanh đê ná. Đanh đê ná là bởi hình phạt. Bằng hình phạt.
đàn đề na rồi chị na ta nghe là con sinh sạch tí, sinh sạch tí là tổn thương à, không tổn thương à. Vậy thì ngài hòa thượng dịch làm sao? Ngài hòa thượng dịch câu số 2 là không dùng trường hại người à, không nó là không mà à, hình sự tí là làm tổn thương à, à, hoặc là làm hại à. Đành đề na là bởi đau trượng gậy gọc à, vô người nào không dùng trượng hại người. Và câu số 3 Atano Sukhame Sano Atano nô xuất phát mê xa nô tức và chính bậc nô e xa xuất khăn một danh từ tính akran tanapun sakalinga Sukha ở đây được kia theo đối cách số ít đu thị giáo vì phát thị ê các quan trình á Sukha đến là Sukhan Sukhan cộng với Esano Esano do cái động từ Esati có nghĩa là tìm kiếm tầm cầu. Vậy thì Esano ở đây nó đứng làm chủ từ số ít và tham á ê các quan trình á vì phát thị cho nên Esa Ná biến thành Esano đang tầm cầu, đang tìm kiếm, đang tầm cầu, đang tìm kiếm. Vậy thì ở đây đang tìm kiếm sự an vui cho mình ha. À, sự an lạc cho mình à, ngài hòa thượng dịch rất là chính xác, để tìm lạc cho mình. Atano Sukhame Sano Sukhan cộng Esano thành ra Sukhame Sano à, Sukhame Sano à, sự mong mỏi hạnh à, đúng rồi, sự mong mỏi hạnh phúc à, cho chính bản thân. Và câu cuối cùng Pechaso Lapate Sukhan Pecha có nghĩa là sau khi chết. So là người ấy. Câu cuối cùng bếch chá là sau khi chết. Do cái căn ngữ ý tức là động từ rất là tí đi về một cái thế giới khác gọi là sau khi chết bếch chá. So là người ấy La Phát Tê gặt hái thu hoạch đạt được La Phát Tê. Đây là một cái động từ số ít à, gặt hái đạt được thu hoạch. Thu hoạch cái gì? Sukhan là sự an lạc à. Sukhan là hạnh phúc. Vậy thì câu số 4 Pechaso La Phát Tê Sukhan người ấy đạt được hạnh phúc sau khi chết. Người ấy đạt được hạnh phúc sau khi chết. Và ngài Hòa thượng Minh Châu dịch rất là ngắn gọn: đời sau hưởng được lạc. Nó rất là rõ ha. Vậy thì câu Phật ngôn 132 cho chúng ta ý nghĩa: người nào đang tầm cầu hạnh phúc cho mình mà không hãm hại các hàng chúng sanh có sự mong mỏi hạnh phúc bằng hình phạt thì người ấy đạt được hạnh phúc sau khi chết. Xin lặp lại.
Người nào đang tầm cầu hạnh phúc cho mình mà không hãm hại các chúng sanh có sự mong mỏi hạnh phúc bằng hành pháp thì người ấy đạt được hạnh phúc sau khi chết. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đang trường hại nhau làm gì, tìm an lạc lại ác chi. Những người như vậy mong chi gặp lành. Ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đang trường hại nhau làm gì, tìm an lạc lại ác chi. Những người như vậy mong chi gặp lành. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu cầu an lạc, không dùng trượng hại người, tìm lạc cho mình, đời sau hưởng được lạc. Rồi bây giờ chúng ta trong cái phần duyên sự này, trong cái phần từ vựng này thì quý vị thấy có chỗ nào rắc rối không? Rồi, khi kèm có còn thắc mắc cái chữ quy hình sa tí nào không? Rồi, em ru thì bây giờ đi vào duyên sự ha. Không thì thôi. Bây giờ duyên sự câu Phật ngôn 132 và 131 nó chỉ khác nhau có một chữ ná, có nghĩa là không. Nha. Quý vị thấy câu số 2, vô đanh đề ná quy hình sa tí, và vô đanh đề ná ná hình sa tí thì khác nhau có một chữ thôi ha. Khác nhau có một chữ là chữ ná là không. Vậy thì câu Phật ngôn 131, 132 chúng ta ý nghĩa là khi Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, một ngày nọ khi Đức Phật vào thành Sawatthi để phát thực, thì khi đi giữa đường Đức Phật gặp nhiều đứa trẻ cầm gậy đánh một con rắn hổ. Thì Đức Phật hỏi: này các cậu bé, các cậu làm gì vậy? Bạch Ngài, chúng con đập con rắn. Nghe vậy thì Đức Phật hỏi: tại sao đập nó? Bạch Ngài, vì sợ nó cắn. Đức Phật mới dạy: các con nghĩ như thế nào? Ta sẽ làm cho mình được an vui, rồi các con lại đánh đập con rắn này. Mà làm như thế thì khi chuyển kiếp tái sinh ở cảnh giới nào, các con cũng sẽ không được an vui. Quả thật, người mà muốn tự mình hưởng được sự an lạc thì không nên đánh đập kẻ khác. Và Đức Phật ngày liên tục ngâm lên hai bài kệ, câu Phật ngôn 131 và 132. Ở đây nói rằng Đức Phật ngâm hai câu kệ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu câu 31 và câu 32 ha. Sukhakama ni putani yo dandena vihin sati atano sukha mesano vanchasuna lapate sukham. Người nào cầu hạnh phúc cho mình mà lại lấy đao gậy phá hoại hạnh phúc kẻ khác thì sẽ không được hạnh phúc. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trường hại người để tìm lạc cho mình thì sao không được lạc. Và tiếp theo câu Phật ngôn 132: Sukhakama ni phani yo dandena la him sa ti atano su ca mê sa nu bên cha su la và thế su. Người nào cầu hạnh phúc cho mình
mà không lấy đau gậy phá hoại hạnh phúc kẻ khác thì sẽ được hạnh phúc. Chúng sanh cầu an lạc không dùng trường hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Và hai câu Phật ngôn này kết thúc thì cả 500 đứa bé đều chứng đắc thanh quả Tu Đà Phật. Với duyên sự hai câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng lũ trẻ cầm cây đập hổ mang, bất ngờ gặp Đức Phật đi ngang, ngài dừng chân hỏi vì sao đập. Trẻ đáp vì e nó cắn càng. Phật dạy khi cần hạnh phúc cho mình mà dùng đao trượng hại sinh linh, đời sau mất phước, luân hồi khổ, vô hại, đời sau mới phúc vinh. Rồi câu Phật ngôn 131, câu Phật ngôn 132 cho chúng ta thấy chỉ có câu cuối cùng kết luận ha. Bhikkhaso na lapate sukhaṃ, và Bhikkhaso lapate sukhaṃ, ý nghĩa hai câu cuối này tức là kết quả trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, cái nhân mà chúng ta tạo, Bhikkhaso na lapate sukhaṃ có nghĩa là không được hưởng hạnh phúc khi tái sanh ở cảnh giới khác. Mà hạnh phúc tái sanh ở cảnh giới khác là cái gì? Là tài sản của nhân loại, tài sản của chư thiên và tài sản của bậc thánh. Vậy thì Vichasu Lapate Sukhang, cái câu kệ thứ hai, câu cuối ha. Tức là người mà sau khi tái sanh ở cảnh giới khác sẽ hướng được một trong ba hạnh phúc kể trên, tức là sự an lạc này của nhân loại, sự an lạc này của chư thiên và sự an lạc này đạt của các bậc thánh. Hello, quý vị còn nghe không? Thời gian còn lại quý vị sẽ thảo luận về hai câu Phật ngôn này. Bây giờ vị nào có ý kiến xin đưa tay, có thì đưa tay. Phát ngôn đâu rồi? Có mà không chịu đưa tay rồi có cái gì? Không biết, có bàn tay đi, có bàn tay rồi mới nói. Alo, xin phát ngôn. Có cái gì đâu, chỉ có nè mà không thấy đưa tay. Rồi, đưa tay lên trước, nói chuyện cho đã rồi cho em mời người khác. Mời sư pháp ngôn trước. Rồi khi muốn xuống á, bán cá cho người khác rồi, thấy người ta đưa tay rồi mới được đi xuống nha. Chứ không nên để cho cái rung trống vắng. Tức là bây giờ mời sư pháp ngôn nè, lên cầm biết nói cái gì đó cũng được. Nhưng mà rồi nói xong rồi cái là phải bán cái cho người khác, có người đưa tay mới được xuống. Alo, đâu rồi? Dạ có, mà có cái bàn tay có, mà đưa lên cũng chậm nữa, khổ quá. Dạ, con cảm ơn ngài, con xin mọi người ngài cứu cho con. Trời ơi, sư nói rằng là phải nói đến khi nào có người giơ tay mới được xuống. Dạ, con xin được theo cách nghĩ của con về cái câu Kinh Pháp Cú 132 này. Dạ, con cũng con chẳng có kinh. Con nghĩ sao nói vậy, theo sư nói là nói sao cũng được. Dạ, con theo con thì Ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đau trượng hại nhau làm gì? Tìm an mà lạc ác chi, những người như vậy mong chi gặp lành. Dạ, câu này thì như ngài vừa mới phân tích là cái chuyện, câu chuyện mà bọn trẻ nó đánh đập cái con rắn đó. Thì
con cũng liên tưởng đến trong cái cuộc sống hàng ngày thì phần đa số bây giờ thì họ thường là làm có lợi cho mình hại cho người, mà họ vẫn cứ muốn làm để mà tranh giành rồi thì quyền chức, rồi thì trong cái cuộc sống họ muốn là mình được hơn người á, cho nên thường họ thường hại nhau bằng rất là nhiều hình thức, như là rất là nhiều người họ bày ra những cái trò như là những cái công ty này công ty kia, xong rồi thì dụ dỗ người dân vào, rồi một thời gian sau rồi họ cho ăn lờ lãi, rồi sau đó là họ lại cướp mất của người dân đó. Thì như vậy thì cũng là làm cái mục đích như là cũng làm đau khổ người khác ạ. Dạ con thấy là như vậy, là họ cướp tiền của người dân như thế thì người dân cũng sẽ đau khổ, mà họ thì được lợi, họ lấy của người ta đi á, nhưng mà chắc chắn thì sau này người ta cũng sẽ phải chịu hậu quả, chứ làm sao có thể mà có sự an lạc ở đây được. Như là những đấy là một những cái ví dụ đơn giản trong cuộc sống, còn có những cái điều thì nó cũng rất là thiết thực ở trong cuộc sống này, thì thường thường thì là họ chà đạp lên nhau để mà họ sống. Bây giờ nếu mà những người mà không biết đến đạo Phật và cũng không có tâm từ thì họ rất dễ nảy sinh ra cái sự là chà đạp người khác để mà họ được có lợi cho mình. Nhưng khi Đức Phật đã dạy ở trong cái câu này thì là theo con thấy là chúng sanh cầu lạc không dùng trượng hại người, có nghĩa là khi mà mình có thể làm việc gì làm sao mà có lợi cho mình, có lợi cho người và có lợi cho cả hai thì nên làm. Còn nếu như mà làm những cái gì mà có lợi cho mình mà có hại cho người thì cái đó thì nó cũng không được bền lâu, mà mình cũng không hưởng được sự an vui ở trong đó. Còn những cái gì mà lợi cho người mà hại cho mình thì cũng không nên làm, bởi vì là nếu mà lợi cho người nhưng mà đối với bản thân mình nó bị hại thì mình sẽ bị thiệt thòi và sẽ bị khổ đau. Và thì theo con thì con xin được những phân tích những cái câu như thế, nó chỉ được đơn giản như vậy bởi vì là con ngôn từ vẫn còn hạn hẹp lắm. Bạn con xin phép được mời cô Kim đi, cô Kim lên chia sẻ cho con một đoạn để con có thêm những cái kinh nghiệm để con được học hỏi ạ. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Quán Không, sư Pháp Trang, sư Năm. Con biết con còn thiếu sư nào nữa. Con mắc nghe, con vừa làm bài con vừa nghe cô Pháp Môn Lào Cai che tích sự. Con cũng cảm ơn sư đã nói tích sự trước cho tụi con nghe, và cảm ơn cô Pháp Môn Lào Cai cũng chia sẻ một phần. Thật ra cái bài này thì nhân quả báo ứng, nói ác làm ác thì đều trả quậy. Nhưng mà cái điều con rất thích thú trong chuyện này là lần đầu tiên trong 423 câu pháp cú con đã học qua, thì okay, trong cái tích sự, nếu không nghe rõ tôi nói bự lên chút nữa. Lần đầu tiên con thấy 500 đứa nhỏ mà chăn trâu, mà nó sau khi nghe hai cái bài kệ này của Đức Phật, những người này đều đắc đều vô quả nhập lưu hết, thiệt là thần kỳ đó. Thì đúng như là tức là trong cái chính cái hồng danh Đức Phật đó, đều ngự trưởng phu đó, thì đúng y chang vậy. Khi mà có một vị Phật nào ra đời á, thì chúng sanh sẽ biến, một số chúng sanh biến mất, không còn trở lại tam giới này, tức là không còn tái sanh nữa.
và một số lớn đi vô đường thánh đạo thì trở thành thánh nhân, sẽ chỉ còn có 7 kiếp tái sanh lại thôi. Thì phần lớn những người này, những người mà vô vọng thánh trong thời Đức Phật, rất ít người nào trở lại cái chỗ thế gian này, cũng những vật, nhưng mà vẫn chắc là vẫn còn trong dục giới, tức là ở trên cảnh trời chư thiên Tushita ha đâu đó, nhưng mà trở lại cái cảnh trời thế giới này này, trong cái quả đất này cũng ít. Nhưng mà mỗi lần mà khi có một vị Phật nào ra đời thì có một số chúng sanh biến mất trong tam giới, đó là điều chắc chắn, tức là không trở lại. Nhưng có một số người, cái này còn tản mạn một chút, nhưng có số người ngoại đạo đó không tin về Phật pháp, nói tại sao mỗi lần Đức Phật lên thì có số người biến mất hết, mà tại sao dân số trên thế gian này càng ngày càng đông vậy? Hồi lúc trước mấy chục năm về trước đó, thì có 4 tỷ, hay bây giờ tới 7-8 tỷ vậy hả? Ở đâu vậy? Thật là con nói nhanh, quý vị có nghe rõ không? Ý là nói là mỗi lần có một vị Đức Phật ra đời thì có một số người thì biến mất, không còn tái sinh lại, không còn tục sinh lại trong tam giới nữa. Nhưng tại sao trái đất của chúng ta càng ngày càng có nhiều vậy hả? Cách đây mấy chục năm, năm sáu chục năm thì trên thế giới khoảng 4-5 tỷ người, bây giờ tới 7-8 tỷ người rồi, ở đâu mà ra dữ vậy? Thật ra mấy người này không có biết rõ cái chữ chúng sanh ở trên cái thế gian này, trong sự cái thế giới mà trong cái quyền hành, cái sự mà kiểm soát của Đức Phật, rồi tới tam thiên đại thiên đoạn, cái thế giới này đâu phải chỉ có trong cái hệ thống mặt trời đâu. Hệ thống mặt trời gồm có mấy cái như là mặt trăng, rồi kim tinh, quả tinh vậy đó, tùm lum nhá, mười mấy cái vậy đó. Cái đó là cái phần nhỏ thôi, tam thiên đại thiên này trong đây nó rất là nhiều, ở nguyên cái vũ trụ này rất là đông, đó là chưa nói. Còn những chúng sanh ở dưới địa ngục, nó hết nghiệp, nó trồi lên, rồi những chúng sanh này kiến, rùi, nhận, rùi, bọ vậy đó, nó hết kiếp, nó làm mấy đó, có những nó trở lại thành người, sao quý vị biết được. Rồi những ngạ quỷ nữa, nó hết kiếp của nó trong nhiều đời, nhiều kiếp trong đó, nó cái nghiệp của nó hết rồi, nó trả quả trong địa ngục hay làm chó, làm mèo, làm dồi, làm đực gì đó, thì nó hết rồi, nó trở lại thành người thì nó nhiều. Nội cá dưới biển không, cái sinh vật mà dưới biển nó nhiều hơn cái sinh vật ở trên mặt đất, quý vị có biết điều đó không? Nội kiến rồi không có thể đắp luôn, nó sống chừng 3 bữa, nó cuộc sống nó rất là ngắn, nó có nhiều, nó hết kiếp, nó trở thành người cũng nhiều, nó chưa trở thành người rất nhiều. Có nhiều người thì đần độn, có nhiều người thì thông minh, có nhiều người thì ăn đồ sống, ăn đồ bậy bạ, tỳ nhông tỳ đà cắt té rụi diễn ăn nó đặc sản, nghe thấy gốm nữa, mày còn có diễn ăn nó tuột nách diễn ăn hết. Trời ơi, con nghe con thấy gốm muốn chết luôn. Thì đại khái là như vậy. Thì ở đây thì Đức Phật cũng nói, nếu chúng ta ăn ở hiền lành thiện, đừng có làm hại người khác, thì chúng ta sẽ không bị quả báo trong đời này, cũng như trong dự kiếp trong tương lai thì chúng ta không bị người khác ăn hiếp. Thì cái chuyện đó là ăn lành, ở lành đó thì gặp việc lành, thì chúng ta nghe người ta thường hay nói như vậy. Nhưng cũng có những trường hợp người ta thấy hiền lành mà cứ bị người này ăn hiếp, bị người này đánh đập hoài, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là cái nghiệp trong quá khứ họ tạo, bây giờ quả nó chỗ. Những cái nghiệp mà thiện họ làm trong hiện tại nó không đủ mạnh để lắng lướt cái nghiệp ác trong quá khứ, thì họ chịu vậy thôi. Thì lúc trước con nhỏ, cho đến lúc mà con qua Mỹ lâu rồi, thì con cũng nghe người ta nói, ôi đâu có Phật pháp, đâu có đạo đức công bằng, thấy mấy cái người ác nó cái ngày nó càng ác, mà nó càng giàu, nó thương thứ, không biết tại sao nữa. Lúc đó thì con chưa có học Phật pháp, con chưa có, thì con cũng địch ngồi luôn, không biết nói làm sao nữa. Nhưng mà khi con học pháp rồi, con nghe những bài kinh, những bài kệ của Đức Phật trong nhiều đời, mấy sư giảng, chứ con đọc sách thêm thì con mới biết cách trả lời. Bây giờ con trả lời giống vậy đó, tại do nghiệp quá khứ nó lớn quá, nó lấn áp đi cái nghiệp hiện tại bây giờ. Nhưng mà chưa chắc, có nhiều khi người ta chưa chết thì cái quả của hiện tại nó quá lớn quá, thì nó cắt đứt đi
cái quả tốt của trong quá khứ nó hiện ra. Thì những người đó giàu có, mặc dầu đủ thứ, bị ung thư rồi cổ họng, bị ung thư gan, ung thư máu tùm lum la hết, sống mà muốn sống cũng không được, mà muốn chết chết cho rồi mà chết cũng không được nữa, càng ngáp ngáp cái đó, cái đó đúng đủ giờ ở nhà thì mới chết. Thì đại khái con chia sẻ như vậy thôi. Thì chỉ có bài này con thấy rất là đặc biệt, là 500 đứa trẻ nghèo khổ sang châu, đánh chập cho con gì cũng đập phá đi, nhưng mà nghe hai câu kệ của Đức Phật thì đã vô giọng thánh rồi. Thì 500 đứa trẻ này chỉ còn nhiều nhất là 7 kiếp sẽ biến mất trên cái tam giới này. Thì cái điều đó đặc biệt làm cho con chú ý vậy thôi. Chứ thì dĩ nhiên cái hồng danh của Ngài nhờ cái những nghiệp trong quá khứ họ đã tạo nên kiếp này họ mới gặp được Đức Thế Tôn, để Đức Tôn làm cho họ, giúp cho đỡ họ vô dòng thánh ngắn hơn. Để thay vì nếu không có gặp Đức Phật, không có nhiều nghiệp tốt, không có làm việc nhiều việc thiện tốt trong quá khứ, kiếp này họ không gặp được Đức Phật thì họ đánh đập gắn rít kiếp với con này con kia, thằng lằn tắc té, gặp đâu đánh đó, giết đó, ăn đó, nấu ăn hết. Thì họ sẽ bỏ xuống địa ngục và họ còn lăn lộn những chiếc khổ rất nhiều. Thì việc này làm con xa thú, mình phải lấy đó điều động kinh nghiệm, từ việc nhỏ lớn, việc lớn, việc thiện nhỏ, việc thiện gì vừa, việc thiện trung trung bình, việc thiện lớn, việc thiện bự bự bình tư nái luôn, việc nào cũng làm ráo trội hết thì nó sẽ tốt cho mình hơn. Dạ còn chỉ có nhiều đó thôi. Còn nếu không có ai mà chia sẻ nữa đó thì con giống như sư nhắc cho con, thì con sẽ cầm mic tiếp để con chỉ cho sư Năm, mà con cứ tưởng là sư Nam, mà sư Năm cầm mic để sư lên đọc bài hay chia sẻ, rồi hãy nói về cái nguyên nhân cũng như là kỳ tích mà sư đi tu. Con chỉ có nghe thôi. Dạ con xin trả máy lại. Dạ con nhìn mic, con nhìn mic cho người khác, con không biết người nào, con tại vì cái phone con không thấy ai vô tay vô chân gì hết trơn hết trội á. Nếu trong sự chia sẻ của con có điều gì sai sót, xin các sư các cô tư nữ và quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Con xin cảm ơn và chúc các sư các cô tư nữ và quý vị trong đạo tràng được một ngày an vui. Dạ, sa thú cảm ơn chị Kim. Và dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Dạ bây giờ con cũng thấy thời gian cũng còn khoảng 20 mấy phút nữa. Thì để tiếp nói, con cũng xin chia sẻ. Mỗi một người có một cái suy nghĩ riêng, và mỗi một người cũng tầm cầu để học đạo, để biết thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Thì đây con xin chia sẻ dựa trên câu Pháp Cú 132. Sukha kama ni phuta ni yodande na na hin sati attano sukhame sano pecha so la fati sukhang. Thứ nhất là vế thứ nhất, chúng sanh cầu an lạc. Đây là nói đến một chúng sanh, có nghĩa là chúng sanh là người, là loài hai chân, là loài bốn chân, là loài nhiều chân. Tất cả chúng sanh đều tầm cầu cái an lạc cho mình. Và vế thứ hai là không dùng trượng hại người. Vế thứ hai không dùng trượng hại người. Chấm chấm để đây. Để tìm lạc cho mình đời sau hưởng được lạc. Đây là nói đến, nếu mà nói về pháp thì có pháp thiện và pháp bất thiện. Còn nếu nói về người là có người ác và có người hiền. Và nói có đạo đức và có người không có đạo đức. Thì để con xin chia sẻ, và con thấy có một người nó dựa trên câu pháp cú này, và hiện tại là có thật. Khi hai người bạn ở cùng quê với nhau
thì một người bạn đầu, bạn đầu đã vô miền Nam làm thợ xây dựng thì được an lạc cho mình, và có rất là nhiều công việc để làm mà người này được là làm thầu xây dựng. Thì cái người này mới an lạc cho mình rồi mới trở về quê, mới rủ cái người bạn đi vô miền Nam để mà làm. Vì tôi đã có công việc và ổn định, thôi bạn đi vô với tôi để mà làm, để mà chúng ta cùng kiếm tiền để mà về quê sinh sống, nuôi vợ, nuôi con. Nhưng mà không may là cái người bạn kia, cái tâm ác, ác rất là ác luôn. Nhưng mà cái việc quá khứ là mình không nói đến rồi, nhưng cái việc hiện tại thôi. Thì cái người bạn đã rủ về miền Nam để mà xây dựng nhà. Thì bữa hôm đó thì cái người bạn mà lãnh nhà được thì người ta mới đặt cọc trước là 100 triệu để mà xây dựng cái nhà đó, để mà mua vật liệu xây dựng, mua này kia. Nhưng khi mà cái người bạn này thấy 100 triệu rất là lớn, dằm ngày thứ bảy chủ nhật thì mới thục rượu cho cái người bạn này. Và thục rượu xong rồi thì cái người bạn mà đã lãnh tiền á thì đã xỉn, cho nên ngủ mất biết. Rồi còn một người vợ và một đứa con nữa. Người vợ thì tỉnh nhưng mà không biết cộng nghiệp như thế nào. Thì cái anh bạn này nửa đêm mới cắt cổ một cái người bạn mà dẫn mình vô miền Nam để làm. Một câu chuyện đáng thương ở tại Bình Hưng Hòa lúc đó. Rồi chuyện có thật luôn. Rồi cái người bạn mà dẫn vô là đã chết, nhưng cái người vợ đưa đi cấp cứu cũng chết luôn. Nhưng mà cuối cùng cái người con á cũng bị cắt cả hai vợ chồng và một đứa con. Và một đứa con nó nhỏ bé, nó có tội gì đâu mà nó vẫn cộng nghiệp. Nhưng mà đứa con thì còn sống, thì mới cấp cứu mới trở về. Đó, cho nên cái cuộc sống và cái đời thường hiện giờ, cái tâm tham của chúng sanh rất là nhiều. Dù rằng bản thân mà muốn chiếm đoạt thì tìm mọi thủ đoạn để mà giết hại, để mà cướp của, giết người để lấy số tiền. Nhưng mà cuối cùng đâu có tiền đâu. Vì cái người vợ mới nói rằng bây giờ tôi chỉ còn có 5 triệu, ông có lấy thì ông lấy, tại vì số tiền kia đã mua hết đồ. Khi mà người ta nhận tiền là người ta đến cái chẳng hạn như gạch xi măng hay là thạch cao hay gì đó, nói chung là trong cái xây dựng để mà người ta đặt cọc trở lại, người ta mua chứ, để người ta về người ta làm chứ. Nhưng mà cái người này không biết cộng nghiệp như thế nào, mà người bạn thì thấy người bạn của mình đau khổ ở ngoài miền quê, không có công ăn việc làm, mới dẫn vào miền Nam, mà vô miền Nam mà đến nỗi không còn cái lương tâm của một con người nữa. Cho nên á, tại vì trong cái thời quá khứ xa xưa cũng có người ác, và hiện tại cũng có người ác, cũng có người gọi là người hiền, người có đạo đức và người không có đạo đức. Thì nó một người hiền thì nó cách với cái người ác nó rất là xa. Khi mà mình hiểu được cái đạo đức thì mình phải học những cái câu pháp cú như thế này, thứ nhất. Và thứ nhất nữa là mình phải có học giới, có nghĩa là mình phải biết giữ giới. Chẳng hạn như là người Phật tử phải biết giữ giới như thế nào để mà mình tránh khỏi những cái ác xấu. Khi mình biết thì mình né. Còn có người chấp thủ,
Tự nhiên thấy có nhiều người nói là không biết, không có tội. Có rất là nhiều người nói như vậy. Nhưng mà mình nói không lợi họ thì họ rất là ngang. Gọi là nói ngang ba làng nói cũng không lợi nữa, chứ đừng nói chi mình. Họ chấp, họ nói là không biết, không có tội. Thôi bây giờ thì tự nhiên cũng có vài lời chia sẻ. Và nếu có gì sai sót xin với Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Và bây giờ con lâu lắm rồi, con cũng không thấy sư Nam vào lớp. Nhưng mà hôm nay sư có thể đưa tay lên sư chia sẻ hay là sư đọc bài. Lâu lắm rồi con cũng không nghe cái giọng nói của sư. Dạ, kính thỉnh sư Nam ạ. Dạ, không biết là sư có nghe âm thanh của con không? Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Vì hồi nãy, ngày trước Đức có nói, khi mà nói, thì có người đưa tay thì mới được buông mít. Bây giờ sư Năm mình không đưa tay thì con không được xuống mít. Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Alo, alo. Rồi, bây giờ sư không đưa tay thì con thỉnh, dạ, con thỉnh Thượng Tọa Quán Không. Thượng Tọa có thể cứu con ạ. Thượng Tọa Quán Không, Thượng Tọa có nghe âm thanh của con không? Chẳng lẽ là sư không cứu con hả? Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi. Người ta thường nói là rừng xanh nhờ bởi nhiều cây, thành công nhờ bởi nhiều tay, nhiều bàn tay của nhiều người. Mà bây giờ có một mình con nói một chút là thả mít. Cho chính luôn. Bây giờ con cũng ráng. Bây giờ là Quang Thanh xin phép rơm. Quang Thanh ơi, Quang Thanh có thể sư chưa cầm mít. Dạ con thỉnh sư nãy giờ. Giờ con xin xuống mít nha. Tại vì Ngài Trí Đức nói là khi nào thấy bàn tay mà bây giờ bên con không thấy bàn tay. Thì bây giờ con sư nói như vậy là con thỉnh sư cầm mít nghe. Sư chưa cầm mít được. Ủa vậy hả? Bây giờ sư chưa cầm mic được, còn có 15 phút nữa hả? Thôi bây giờ sư cầm mic đi, con xuống nha. Tại vì chắc là con đang cầm mic cho nên sư không cầm mic được. Vậy bây giờ con xin xuống mic nè. Cô Tự Duyên ơi, để tôi chỉ cho sư năm cầm mic. Tại hồi lúc mới vô á, mới vô ngày hôm nay đó, thì sư nói khi mà có giờ đó thì tôi lên chỉ cho sư Năm, sư Năm mà cái tử là sư Nam không à, sư Năm. Dạ con xin kính chào các sư, sư Chí Đức, các sư và các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin cầm mic để chỉ cho sư Năm. Sư Năm, sư chuẩn bị chưa ha? Bây giờ sư dòm vô, sư dùng iPhone phải không? Sư dùng phone đúng không? Sư cho tín hiệu đi, nếu sư dùng phone thì con chỉ sư dễ lắm. Con chờ sư đó. Sư nói yes hay no đi, có phải sư dùng phone không? Đúng, dạ, ok, dùng phone thì dễ lắm. Sư dòm vô chính giữa đó, sư thấy, ok, có cái hình trái tim ha, ở chính giữa đó, có cái hình trái tim. Rồi có cái hình vuông, nó có mũi tên chỉ lên, rồi nó có cái vạch trên xuống dưới, rồi có nó cái hình giống như cái hình camera vậy, cái máy chụp hình đó, rồi tới nó cái hình giống như là cái ly vậy, đó là cái mic đó, rồi tới kế bên là cái hình cái tô mà cái tô nó để nghiêng nghiêng đó. Bây giờ nếu mà sư muốn cầm mic đó thì ok, nếu mà sư không thấy đó. Có nhiều khi á, là sư chỉ thấy trái tim, rồi thấy cái hình vuông có mũi tên lên, rồi nó có cái mũi tên xéo chỉ quanh kia, thì sư bấm vô cái mũi tên xéo đó, thì nó sẽ hiện ra là trái tim, rồi cái hình vuông có mũi tên, rồi cái hình mà giống như cái camera vậy đó, rồi tới cái hình cái mic, rồi tới cái hình cái tô nghiêng vậy đó, cái tô nghiêng nghiêng. Dạ, sư tới cái đó vậy ha, sư cho con tín hiệu đi.
sư thấy đó đi, sư bấm cái đó, sư thấy hết mấy cái hình đó. Thì nếu mà sư thấy mấy cái hình đó, nếu mà, ok, dạ, vậy được rồi. Bây giờ nếu mà sư cầm mic á, thì sư nhắn vô cái hình của cái mic đó, giống như cái hình mà cái ly kem mà Văn Đức Hạ nói vậy đó. Nhưng mà con nói, con đối con thì giống như cái nụ bông vậy đó. Nhưng mà cái đó là cái mic đó. Sư bấm vô cái đó ha. Rồi sư mới dòm lên, cái sư thấy ở trên đó thì nó có một lần, cái như là cái ba vậy đó, cái hình chữ nhật, nó từ bên trái qua bên phải, nó màu xanh. Thì sư sẽ đụng vô cái ly ngã, không có cái ly ngã, cái tô thôi chứ không phải cái ly. Dạ, sư bấm cái mic đó, tức là cái camera rồi tới cái mic rồi tới cái ly, cái tô, cái tô nghiêng nghiêng đó, thì sư bấm vô chỗ cái mic đi. Sư bấm vô cái mic thì sư sẽ thấy một cái lần một cái hình chữ nhật á, từ bên trái qua bên phải, nó màu xanh. Sư để ngón tay vô cái hình chữ nhật đó, đó từ bên trái qua bên phải, sư để cái ngón tay vô, sư đừng có lấy ra. Sư lít nó lên, sư cà nó lên, sư cà nó lên thẳng lên thì nó sẽ biến màu đỏ. Khi nó biến màu đỏ đó, bây giờ con đang nói chuyện thì sư không có chốt máy con được, tại sư không có cái comment á, sư con chỉ nói vậy thôi. Sư bấm vô cái mic rồi sư bấm vô, sư để ngón tay vô cái đó, từ bên trái qua bên phải chữ nhật rồi đó, cái sư đừng có lấy ra, sư lít nó lên thì nó biến thành màu đỏ. Khi mà nó biến thành màu đỏ rồi đó, tức là sư đã cầm mic được rồi đó. Sư sẽ lấy ngón tay ra và sư bắt đầu nói hello hello, chờ tụi con sẽ cho tín hiệu là nghe rõ hay không nghe rõ. Đó là sư cầm mic. Còn bây giờ nếu như sư trả mic lại đó, tức là sư nắm mic lại, thì sư cũng để ngón tay vô cái hình chữ nhật màu đỏ đó, sư bấm vô đó, sư không có cần giữ đó, sư bấm vô thì nó biến thành cái màu xanh. Tại sư bấm vô cái mic đó là sư trả lại rồi đó. Bây giờ con nhắc lại ha, nếu mà sư muốn cầm mic á, khi mà con xuống mic, con trả mic rồi đó, thì sư sẽ bấm vô cái mic đó, rồi sư bấm vô cái chỗ cái ba hình màu xanh á, sư lít nó lên, sư đừng có lấy ngón tay, đừng có lít lên, sư bấm vô đó, sư cà thẳng lên thì nó sẽ biến thành màu đỏ. Rồi sư lấy ngón tay ra, như vậy là sư cầm mic được rồi đó. Còn nếu mà sư bỏ, sư cũng bấm vô cái hình chữ nhật màu đỏ đó, sư lấy ra, sư bấm vô chỗ cái hình mic á, cái mic á, thì là sư trả máy thôi rồi đó. Bây giờ con xuống mic, sư bắt đầu sư lên làm ha. Sư làm nha, giờ con xin cầm mic, sư cầm mic nha. Dạ. Sư ơi, sư chưa có cầm mic được. Sư phải bấm vô cái mic đó rồi sư thả phán tay ra, sư bấm vô cái hình chữ nhật bự ở phía trên á, nó từ bên trái qua bên phải. Sư bấm vô cái hình chữ nhật đó, sư lít cái nó lên. Sư lít nó lên mà sư thấy nó màu đỏ, sư lấy ngón tay ra thì sư đã cầm mic được rồi. Còn nãy sư đâu có cầm mic gì đâu. Sư đâu có cầm mic được, thành ra sư đâu có nói, sư nói đâu ai nghe. Bây giờ con thả mic xuống nha. Sư bắt đầu làm nha.
sư. Sư đừng có bấm vô mũi tên. Sư bấm vô mũi tên. Sư bấm vô mũi tên xong rồi sư sẽ thấy nó hiện ra cái hình giống như hình cái camera, rồi cái hình giống cái hình kế đó là cái hình ly cam, rồi cái hình tới là cái hình cái tô nghiêng nghiêng. Thì sư để ngón tay sư bấm vô cái hình chính giữa đó, cái hình giống như cái ly cam đó là cái mic đó. Còn sư bấm mấy cái khác là nó không có vô được. Sư phải bấm vô cái hình kế cái hình chính giữa, giữa hai cái camera với một cái tô nghiêng nghiêng đó. Sư bấm cái hình giống như cái ly cam vậy đó. Thì đó là mà cái mic đó. Sư bấm cái đó vô rồi sư mới bấm lên, ở nó sẽ hiện lên một cái hình chữ nhật lớn lắm, từ bên trái qua bên phải. Nó để là talking vậy đó. Thì sư mới để ngón tay vô cái hình chữ nhật đó. Sư đừng có lấy, là sư để vô, sư lít nó lên, sư lít thẳng nó lên. Thì cái hình chủ nhật đó, nó màu xanh, nó biến thành cái màu đỏ. Khi mà nó biến thành màu đỏ, tức là sư đã cầm mic được rồi đó. Đi rồi sư bắt đầu nói vậy, sư hello, hello vậy đó. Thì không biết. Dạ. Khi mà sư bấm vô mũi tên á, tức là nó hiện ra cái hình camera, rồi cái hình cái mic là giống hình ly cam á. Rồi kế bên cái ly cam đó là cái tô nghiêng nghiêng. Thì sư bấm vô cái hình chính giữa là cái hình cái ly cam đó, mới là cái ly cam đó chính là cái dấu hiệu để cầm của cái mic đó. Dạ, bây giờ sư làm lại nha. Sư ơi, sư cầm mic lên đi sư. Chứ con không thấy tiếng sư nói à. Alo, 123123, còn 5 phút nữa. Chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 131. 132 nói lên cái vấn đề thiện và ác. Ai cũng muốn được sự an vui, an vui trong cuộc sống, tức là nói về nhân sản, an vui trong cái cảnh giới của chư thiên, rồi an vui của các bậc thánh nhân. Thì có ba cái loại tài sản mà chúng ta muốn được hưởng. Nhưng mà muốn hưởng được những tài sản đó, chúng ta bất chấp thủ đoạn, đó là lợi mình hại người. Và chúng ta nhân đạo hơn, đúng pháp hơn, tức là lợi mình và lợi người, để đem lại sự an lạc cho mình. Thì một là phải trà đạp lên sự đau khổ của người khác. Vấn đề thứ hai là mình đem lại sự an vui cho mình và cho người khác. Thì ở đây cũng giống như trong những câu Phật ngôn mà chúng ta đã học, thì quý vị thấy người bạn đi vào chùa để học pháp, nhưng mà một người bạn á, thì có cái tâm ý không được tốt. Tức là trong khi ai cũng chú tâm nghe pháp thì cái bàn tay của anh ta nhắm nhúa hay là móc túi của người khác, hoặc là để những cái của mà người ta không gìn giữ thì anh ta giữ giùm. Còn một người bạn chú tâm để nghe pháp, thì chú tâm nghe pháp như vậy, cái người bạn này đã thành công. Tức là nghe những lời dạy của Đức Phật,
và thực hành theo để rồi chứng đạt được thánh sản. À, người mà đạt được thánh sản như vậy, nhưng mà cái đời sống của thế gian thì rất là eo hẹp, bởi vì sống rất là tri túc, rất là đáng. Cho nên cái người bạn mà chôn dĩa kia mới nói rằng tôi với anh cũng đi chùa, nhưng mà tại sao mà anh khờ quá, người ta để rơi đồ đạc, tôi đem về tôi cất dùm, tôi đem về tôi xài dùm, và cái đời sống của tôi thì sung sướng như thế này, còn anh sao mà cũng đi chùa mà sao càng ngày càng nghèo càng khổ. Thì như vậy, qua câu chuyện này chúng ta thấy như thế nào? Đâu xa, ở chính ngay trước mắt của chúng ta, vì cái tâm tham mà chúng ta không thấy được cái hậu quả khổ đau khi mà nó trải qua. Có người cũng do cái tâm tham đó mà chúng ta gặt hái những cái quả khổ đau. Nhãn nhãn ở trước mắt chúng ta chỉ bỏ ra có 1 đồng mà nó vô tới 70 đồng. Quý vị thấy 1 mà lời tới 6, hoặc là người ta nói 1 4 4 lời. Như vậy là thấy bỏ ăn tép ra câu cá sấu. Tất theo gợi cái lòng tham của mình, để rồi mình ngồi mát ăn bát vàng, không đổ một giọt mồ hôi. Thì cái chuyện đó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, vì cái tâm tham, vì cái tâm sân người ta thích tướng mình, vì cái tâm si mình không có sự hiểu biết, để rồi mình đi vào con đường tội lỗi, con đường xấu xa, tức là dùng đáo trượng để hại người khác để mình được sự an lạc. Ở đây Đức Phật nói con rắn nó có hành hạ, nó đâu có làm khổ các con, mà các con tại sao lại đánh con rắn? Thì những đứa trẻ nó mới trả lời sợ con rắn nó cắn. Mỗi người có một duyên nghiệp, tại sao mình phải hành hạ người khác để mình tìm sự an lạc với chính mình? Con rắn khi đụng tới nó mới cắn, chứ đâu phải là tự nhiên mà gặp ai nó cũng cắn. Hoặc là thấy cái người nào có mặt dễ ghét thì nó cắn, còn người nào mặt dễ thương thì nó không cắn. Đâu có trường hợp đó. Mà khi nào chúng ta có ăn trái thì chúng ta mới trả cái nghiệp đó. Nếu còn con rắn á, thường nó kiếm những cái nơi cái như hang hốc, những nơi tăm tối, những cái chỗ kín đáo nó trú thân, mà mình lại đi moi móc những cái chỗ đó mình gặp nó, thì như vậy mình tạo cái ác nghiệp. Cho nên Đức Phật nói không nên dùng đao trượng để làm hại người khác, mà trong khi đó con rắn đâu có cắn mình đâu. Mình thấy nó tự nhiên mình vào mình đập nghĩ rằng coi như nó sẽ hại người ta. Nhưng mà mỗi người đều có một cái nghiệp riêng. Quý vị thấy rằng con quạ mà tại sao nó bay trên trời mà nó chui vô cái đó, cái vườn rơm mà cháy bốc lên như vậy, thế rồi nó bay trên trời thảnh thơi, tại sao nó chuông đầu vô đó nó chết? Chúng ta nên hiểu rằng cái vấn đề nhân quả, tin theo nghiệp báo và tin theo cái tuệ giác của bậc đạo sư. Để rồi khi một cái việc làm gì đó, chúng ta cũng phải bình tâm. Và chính cái vấn đề bình tâm lại suy nghĩ, để rồi chúng ta bất cứ một việc gì lợi thì để ý cái phục vụ này cho chúng ta thấy rằng đừng để cái bản ngã, đừng để cái tâm tham, tâm sân, tâm si chi phối. Mà khi mà tham sân si chi phối thì chắc chắn rằng đau trợn sẽ làm hại người khác. Câu Phật ngôn 131-132 xin được kết thúc ở đây.
Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin quan vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn chính chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền được an lạc. Ete na sa chakwa che na so thi wo ho.